Mèo hay chó thông minh hơn? Cả hai đều được thần hóa, nhưng một loài sẽ thông minh hơn. Những người nuôi chó và mèo đưa ra rất nhiều giả thiết về trí thông minh của những người bạn đồng hành bốn chân của họ. Tất nhiên, tất cả chúng ta đều thích tưởng tượng Fido hoặc là Felix của chúng ta là một con vật thông minh nhất từng vồ lấy một quả bóng. Vậy chúng ta có thể giải quyết cuộc tranh luận mang tính thời đại này không? Loài nào thông minh hơn, chó hay mèo? Hóa ra, câu trả lời không đơn giản như những người yêu thú cưng có thể nghĩ. Các nhà nghiên cứu về nhận thức của chó không nghiên cứu về trí thông minh. Chúng tôi xem xét các khía cạnh khác nhau của nhận thức. Alexandra Horowitz, một nhà nghiên cứu cấp cao về nhận thức của chó tại Đại học Barnard ở New York và là tác giả của Trong một con chó, những con chó nhìn thấy, ngửi và biết gì, nói với Life Science trong một email. Trong thực tế, Horowitz đặt câu hỏi về thói quen so sánh trí thông minh của con người giữa các loài. Bà nói, ở dạng đơn giản nhất, mèo rất thông minh trong những việc mèo cần làm và chó biết làm những việc của chó. Tôi không nghĩ sẽ có ý nghĩa gì khi nói về sự thông minh tương đối của các loài. Brian Hare, giáo sư nhân chủng học đến từ Đại học Duke, đồng ý với đánh giá đó. Hỏi liệu một con chó có thông minh hơn một con mèo hay không cũng giống như hỏi liệu một cái búa có phải là một công cụ tốt hơn một cái tuốc Nevis hay không. Điều đó phụ thuộc vào những gì nó được thiết kế, ông nói với Life Science trong một email. Điều này không có nghĩa là các nhà nghiên cứu hành vi động vật đã không cố gắng đo lường trí thông minh của chó và mèo, hay chính xác hơn là khả năng nhận thức vượt khả năng cần thiết để duy trì cuộc sống. Christine Vitali, trợ lý giáo sư về hành vi và sức khỏe động vật tại Đại học Unity ở Maine, cho biết trí thông minh của động vật được chia thành 3 lĩnh vực lớn: khả năng giải quyết vấn đề, hình thành khái niệm từ những trải nghiệm cụ thể và trí thông minh xã hội. Vitali chủ yếu nghiên cứu về mèo và trọng tâm hiện tại của cô ấy về đời sống nội tâm của loài mèo xoay quanh trí thông minh xã hội. Cô nói với Life Science trong một email, thường bị định kiến là xa cách và không quan tâm đến con người. Mèo thực tế thể hiện mức độ thông minh xã hội cao, thường ở cùng cấp độ với chó. Ví dụ, các nghiên cứu cho thấy mèo có thể phân biệt giữa tên của chúng và những từ có âm thanh tương tự, và chúng được phát hiện thích tương tác của con người hơn dưới thức ăn, đồ chơi và mùi hương. Sự chú ý của con người tạo nên sự khác biệt đối với mèo. Một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí Behavioral Processes cho thấy khi một người chú ý đến mèo, mèo sẽ đáp lại bằng cách dành nhiều thời gian hơn với người đó. Trong một trong những nghiên cứu hiếm hoi so sánh trực tiếp giữa mèo và chó, các nhà nghiên cứu không tìm thấy sự khác biệt đáng kể giữa khả năng tìm thức ăn ẩn của loài bằng cách sử dụng các tín hiệu từ hành động, chỉ tai của con người. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng mèo thiếu một số thành phần của hành vi gây chú ý so với chó. Kế tiếp, về kích thước của não, một quan niệm phổ biến cho rằng kích thước não quy định trí thông minh tương đối, và nếu điều đó luôn đúng, chó sẽ có vẻ chiếm ưu thế hơn. He cho biết, ông và nhà nhân chủng học Evan McLean ở Đại học Arizona đã tuyển dụng hơn 50 nhà nghiên cứu trên khắp thế giới để áp dụng một thử nghiệm mà họ đã phát triển trên 550 loài động vật, bao gồm chim, vượn, khỉ, chó, dưỡng cáo và voi. Ông nói, ý tưởng là để kiểm tra một đặc điểm nhận thức, khả năng tự kiểm soát, hai cái mà các nhà nghiên cứu gọi là kiểm soát ức chế giữa các loài. Thử nghiệm của họ được báo cáo trong một bài báo năm 2014 được xuất bản trên tạp chí Proceedings of the National Committee of Sciences, là phiên bản động vật của nghiên cứu nổi tiếng của Đại học Stanford năm 1972. Trong đó, trẻ em từ 3 đến 5 tuổi được kiểm tra khả năng trì hoãn ăn kẹo dẻo. Nghiên cứu giữa các loài cho thấy động vật có bộ não càng lớn thì chúng càng thể hiện được khả năng tự chủ trong thử nghiệm Marshmallow trên động vật của chúng tôi. He nói khả năng tự kiểm soát là một trong những dấu hiệu của chức năng nhận thức cao hơn. Nhưng có một điều bắt gặp, mèo không được đưa vào thử nghiệm. Vì vậy, trong khi chúng ta có thể suy đoán chúng có thể hoạt động như thế nào dựa trên kích thước não của chúng ta thực sự không biết.
Một điều cần lưu ý khi thực hiện loại đánh giá trí thông minh này là chúng ta có thể đối xử với chó và mèo khác nhau, Vitaly nói. Bà nói, ví dụ, những con chó thường được hòa nhập xã hội tốt và tham gia các lớp học dành cho chó con, cởi ô tô và đến công viên cho chó con. Những người nuôi mèo ít cho mèo của họ tham gia những hình thức xã hội hóa và cơ hội đào tạo này. Vậy rốt cuộc, ai là người chiến thắng? Bài học rút ra có thể là đánh giá cao loại trí thông minh đặc biệt của thú cưng, đặc biệt là trí thông minh xã hội khiến chúng trở thành những người bạn đồng hành thú vị. Được xuất bản trên Life Science.